Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả tập bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên trên kênh Minh Thiện Audio ngày hôm nay. Đấy, hôm nay thì mới gọi là mới làm tóc hơi ngáo tí nhá. Đấy, mọi người thấy có đẹp không? Rõ ràng đẹp trai nha. Flex tí nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 101 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kế tiên sinh, có quỷ thần ở đằng kia. Hồ Vân thận trọng nói với Kế Duyên như thế, còn nhanh chóng chạy đến trước mặt Kế Duyên, như có thể ngắn hạn chạy đến thì quỷ thần phía sau sẽ không nhìn thấy nó. Ta biết, ngươi cứ đi bình thường. Kế Duyên chỉ đáp một câu rồi đưa Hồ Vân rời khỏi phường Miếu Ti, đi trở về Vĩnh Ninh Nhai. Quỷ thần người ta cũng sẽ không ngu ngốc. Tuy rằng khá khó phát hiện ra hơi thở Kế Duyên, nhưng âm sai tuần tra vẫn luôn đi tới đi lui trước cửa đấy. Chỉ là bọn họ không xuất hiện để làm phiền hai người mà thôi. Tất nhiên, khi Kế Duyên chuẩn bị rời đi, phía bên âm sai xác định là cần phải cho cả hai bên biết bản thân vẫn đang tồn tại ở nơi đây. Thế nên mới có chuyện Hồ Vân nhận ra có quỷ thần nơi đây. Ở trong thành của Kinh Kỳ Phủ, có ba con đường dẫn đến Hoàng Thành. Con phố ở giữa là Vĩnh Ninh Nhai, hai bên trái phải là Thuận Thiên Nhai và Vĩnh An Nhai. Đồng thời, tòa phủ đệ của vị quan được người người biết đến như là phụ tể đương triều của Hoàng thượng và dân chúng, Doãn Triệu Tiên nằm trên Vĩnh An Nhai. Kế Duyên dẫn theo Vân Hồ đi đến con đường này. Rõ ràng nơi đây có nhiều tòa phủ lớn hơn, nhà cao cửa rộng hơn. Chỉ là Hồ Vân đi rất chậm, còn Kế Duyên đi cũng không nhanh lắm. Nhìn con hồ ly lông đỏ này đi đường bằng hai chân, một chân cầm mặt nạ, chân còn lại dùng làm vuốt nhổ liên tục mấy nhúm lông trên người. Hắn cảm thấy khá buồn cười. Tuy nhiên Hồ Vân cũng được xem là đang làm chính sự đấy. Nó chọn một phần lông đỏ thích hợp trên người rồi giật ra một ít, sau đó dính vào mặt nạ. Mặc dù ban đầu trước mặt nạ cũng có lông, nhưng thực chất vẫn rất thừa thớt. Tuy nhiên, vật này dần dày đặc lông hơn. Tất cả là nhờ Hồ Vân đính vào trên đường đi. Cẩn thận, đừng để bản thân chọc lốc luôn là được. Kế Duyên cười nói, còn Hồ Vân đáp mà không ngẩng đầu lên. Không sao đâu, ta không hề nhổ mỗi một vị trí nên sẽ không giống như trường hợp của Lục Sơn Quân khi trước. Kế Duyên mỉm cười. Hồ Vân sẽ chẳng thể hoàn thành xong việc này trong một thời gian ngắn được. Xem ra món quà này cũng tốt. Đoán chừng phải mất một ít thời gian mới có thể tặng quà, nhưng bọn họ cũng không thể tùy tiện viếng thăm Doãn phu tử một lần này và ngày khác. Dù chưa bao giờ hỏi vị trí chính xác của tòa phủ đệ, nhưng hắn chỉ cần nhìn vào tầng ánh sáng màu trắng của hạo nhiên chính khí ở phía chân trời mà tìm. Cơ bản chẳng cần phải lo chuyện không biết đường đi đến chỗ của Doãn Triệu Tiên. Ước chừng đến khoảng canh 3 giờ mùi lúc xế chiều, Kế Duyên và Hồ Vân đã đến một khu vực phía trước của tòa phủ đệ ở đường Vĩnh An Nhai. Kế Duyên ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu tòa phủ này. Chữ đủ lớn, cộng với cái họ đặc biệt của chủ nhân nhà này, hắn có thể thấy rõ đó là Doãn Phủ. Có một vầng ánh sáng mờ nhạt ngưng tụ nơi bầu trời phía trên tòa phủ đệ và một luồng hơi thở mênh mông cuồn cuộn quét sạch mọi thứ vẩn đục xung quanh. Người duy nhất tại Đại Trinh có được mức hạo nhiên chính khí như này chỉ có thể là Doãn Triệu Tiên. Đứng trước cửa là bốn người hộ vệ canh cổng với trường côn và bội đao đeo bên hông. Rõ ràng họ nhận ra Kế Duyên dừng bước trước Doãn Phủ. Chỉ là bọn họ không quá ngạc nhiên trước bộ dáng ăn mặc nho nhã đàng hoàng của Kế Duyên. Dù gì đi nữa, lão gia nhà này là Doãn Công, được người đời tôn sùng là văn khúc tinh hạ phàm. Thế nên, được người đọc sách trong thiên hạ ngưỡng mộ là chuyện hiển nhiên.
Kế Duyên tiến tới vài bước, thậm chí còn định đi thẳng lên bậc thang. Nhưng lần này người hộ vệ phía trước bên này vội vàng lên tiếng. Đứng lại, đây là dinh thự của Doan Tông, chính là phủ tể tướng. Người không phận sự, miễn vào. Tể tướng không phải là một chức quan chính thức, mà là một dạng hình dung về chức trách quan viên ở một độ cao nhất định. Trong ba tỉnh, sáu bộ của Đại Trinh, một vài vị chủ quan ba tỉnh cũng có thể được coi là tể tướng. Và mặc dù không phải là người quyền lực nhất trong số các tể tướng, nhưng chắc chắn Doãn Triệu Tiên là người nổi tiếng nhất giữa đương triều và quần chúng nhân dân. Kế Duyên dừng bước lại chắp tay. Các vị, kẻ hèn này họ Kế, Kế trong Kế Sách đến từ Kê Châu huyện Ninh An, là hàng xóm của Doãn Phu Tử. Hôm nay, ta đặc biệt đến viếng thăm, hy vọng các vị thông báo một phen. Đến từ huyện Ninh An hả? Đúng vậy. Người thị vệ cao mày quan sát Kế Duyên. Trong người này cũng có chút phong thái, có vẻ như không phải là phường dối gian. Nhưng nếu đến viếng thăm vào dịp cuối năm thế này thì hơi kỳ quái. Dù gì đi nữa, nếu đi chúc Tết thì phải đến sau đêm giao thừa mới là hợp lý. Chờ chút, ta đi vào thông báo. Hờ, vậy phiền ngài rồi. Người thị vệ giao trường côn cho gã đồng đưa bên cạnh, sau đó nhanh chân rời đi. Sau khi vào trong, gã hội vệ đi tới hậu viện. Trong một căn thư phòng, Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh đang dò đọc công văn. Dù chưa đến sát đêm giao thừa, nhưng hai phụ tử nhà này vẫn bận rộn đến mức không thể nghỉ ngơi, vì gần đây có một số việc cần phải thường xuyên thảo luận với bên lễ bộ. Một trong hai người ngồi ở chiếc bàn lớn, trong khi người còn lại ngồi ở một chiếc tủ nhỏ. Bếp than trong nhà giữ cho nhiệt độ phòng làm việc ở mức rất thoải mái. Doãn Thanh cầm bút, chỉ vào nội dung ở phần tấu chương trong tay rồi nói với phụ thân mình. Phụ thân, quả nhiên thư lệnh mà phụ thân thi hành trước đây vẫn bị chỉ trích. Ta sớm dự kiến được chuyện này rồi. Không cần phải hoàn thành trong một sớm một chiều, cứ chậm rãi tiến hành là được. Nghe phụ thân nói như vậy, Doãn Thanh cũng yên tâm cười nhẹ. Có những lời này, cộng với uy tín của phụ thân trong sĩ đâm và giới văn đàn, con tin tưởng mọi người sẽ dần dần tốt lên. Cũng đúng lúc này, gã thị vệ vội vàng chạy tới cửa thư phòng, cố ý để bước chân của mình to tiếng hơn trước khi gõ cửa. Tướng gia, thị lang đại nhân, bên ngoài có khách đến thăm. Y nói rằng đến từ huyện Ninh An, họ Kế. Doãn Triều Tiên và Doãn Thanh đang ngồi trong phòng vừa nghe thấy hai cụm từ huyện Ninh An và họ Kế thì đột nhiên sững sờ trong nháy mắt, sau đó bật người đứng dậy cùng lúc. Người thị vệ vẫn đang bẩm báo chưa dứt câu, cánh cửa trước mặt gã đột nhiên bị mở ra từ bên trong, kéo theo một luồng hơi mang nhiệt độ ấm áp từ trong ra. Người đâu? Người đang ở đâu? Người mời khách vào sảnh chính rồi hả? Doãn Triều Tiên nói chuyện rất gấp gáp. Vì tìm toàn bộ huyện Ninh An cũng không thể đào ra một người thứ hai mang họ Kế đấy. Và lúc này, người ấy đã đến rồi. Gã thị vệ lập tức nhận ra rằng khách đến thăm chắc chắn là một người rất quan trọng với tướng gia. Thế nên, gã bèn trả lời ngay. Vì tiểu nhân vội vàng đến đây nên không kịp thời mời ngài ấy vào đại sảnh, hiện tại hẳn đang chờ ngoài cửa. Ôi, làm sao có thể để Kế tiên sinh chờ đợi được? À mà không, không thể trách ngươi được. Đây cũng là chức trách của ngươi mà thôi. Đi đi, đi đi, dẫn chúng ta qua đó. Nhanh, nhanh. Nói xong, Doãn Triệu Tiên vội vàng ra ngoài. Doãn Thành cũng hấp tấp theo sau. Thị vệ không dám lơ là, nhanh chóng bước chân tới, dẫn đường cho hai vị đại nhân. Trong quá trình này, quản gia và nhóm hạ nhân trong thư phòng cũng cùng đi theo. Một lúc sau, Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh đã nhanh chóng đến trước cửa cổng Doãn Phủ. Cả hai trông thấy Kế Duyên đang đứng bên ngoài bậc thềm. Dĩ nhiên, vẫn tương tự như trong ký ức như thế. Trông Kế tiên sinh chẳng khác gì so với ngày xưa. Kế tiên sinh! Phụ tử hai người đồng thanh nói, âm điệu có chút kích động xen lẫn sự khó tin. Trong những năm này, dù là viết thư hay thăm hỏi, tất cả các tin tức đều như đá chìm đáy biển. Về cơ bản, cả hai chưa từng nghĩ đến sẽ được Kế Duyên ghé thăm vào thời điểm sắp bước sang năm mới thế này. Thấy cả hai kích động đến mức đều quên luôn việc chào hỏi, Kế Duyên mỉm cười áy náy, chắp tay. Hả, Doãn Phu Tử, Doãn Thanh, đã lâu không gặp. Hai người vẫn khỏe chứ? Khỏe, 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 tất cả đều khỏe,
chúng con rất khỏe ạ. Hai người vô cùng phấn khích, liên tục chắp tay chào đáp lễ, thậm chí tay còn run nhẹ lên nữa. Mấy thị vệ bên cạnh khó tin nhìn vào mắt mình khi thấy cảnh tượng này, vì đối mặt với quan lớn trong triều, thậm chí là hoàng thượng, hai vị đại nhân vẫn ung dung cơ mà. Doãn Thanh, một giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút sắc bén vang lên sau lưng Kế Duyên. Và sau đó, Hồ Vân chui ra sững sờ nhìn Doãn Thanh và Doãn Triệu Tiên. Về phần Doãn Triệu Tiên, Hồ Vân chỉ liếc nhìn trong thoáng chốc. Chủ yếu nó nhìn chăm chăm vào Doãn Thanh một hồi lâu. Mặc một chiếc áo choàng nhung thật dày, đầu đội một chiếc phương quan, trên mặt có vài nếp nhăn, râu chêm cằm dài bằng lòng bàn tay. Hình tượng này khác xa với Doãn Thanh trong trí nhớ của nó. Thế nhưng mà Hồ Vân vẫn nhận ra bạn tốt của mình trong nháy mắt. Doãn Thanh bị giọng nói này làm cho sững sờ, sau đó chợt vui mừng một cách điên cuồng. Hồ ly nhỏ! Nhưng sau đó nó bèn nhận ra có những người khác bên cạnh. Doãn Thanh lập tức im lặng, chỉ nháy mắt với Hồ Vân. Kế tiên sinh, vất vả cả quãng đường rồi, mời vào, mời vào. Doãn Triệu Tiên chỉ cười nhẹ với Hồ Vân, sau đó tranh thủ nhiệt tình mời Kế Duyên vào nhà, đồng thời không quên căn dặn người hầu xung quanh. Mau kêu nhà bếp chuẩn bị yến tiệc, đêm nay ta phải mở tiệc chiêu đãi Kế tiên sinh. Nhân tiện đừng quên thông báo cho phu nhân, sau đó đi rước tiểu công tử trở về. Vâng. Quản gia bên cạnh vội vàng nhận lễ. Chờ khi Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh dẫn Kế Duyên bước vào phủ đệ, những người thị vệ bên ngoài mới quay sang nhìn nhau. Ôi trời ơi, người này có lai lịch gì mà có mặt mũi đến thế? Tướng gia và thị lang đại nhân đều kích động đến vậy hả? Chẳng lẽ anh là người thân của lão gia ở huyện Ninh An? Cũng có thể. Trong phòng khanh của Doãn Phủ, sau khi dọn trà lên và đặt xong bếp than, Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh kêu tất cả người hầu đều lui xuống, chỉ để lại ba người và một con hồ đi trong phòng. Lúc này, Hồ Vân đã trực tiếp lao vào trong lòng Doãn Thanh. Kế tiên sinh, chúng ta đã gửi rất nhiều thư về huyện Ninh An, nhưng người dân trong huyện nói người chưa từng quay lại. Không thể nhận được tin từ ngài trong bao năm nay, chúng ta rất lo lắng đấy. Đúng vậy kế tiên sinh, nhưng chúng con biết ngài không phải người phàm tục chắc chắn sẽ không sao. Chỉ là con hồ ly nhỏ này... Doãn Thanh nhìn con hồ ly lông đỏ đang ngồi trên đùi mình, cảm nhận sự ấm áp từ lớp lông xù của nó. Ta cũng không trở về từ rất lâu. Cứ vừa xong một việc là phải bận rộn sang chuyện khác, thế mà mãi chẳng hết việc đấy. Ta cũng rất nhớ hai người các ngươi, nhớ con cá chấm đen, nhớ lão rùa già kia. Cũng tại ta, Thanh Nhi là phụ tá đắc lực của ta đấy, thế nên ta phải dựa vào nó rất nhiều. Kế Duyên vừa nếm trà vừa thi thoảng phụ họa một câu. Hắn cũng quan sát Doãn Thanh và Hồ Vân đang cười ở đó. Quang cảnh lúc này trông hệt như bầu không khí tại cư an tiểu các ngày xưa. Đương nhiên, trước đây Doãn Phu Tử và Hồ Vân rất ít giao lưu với nhau. Nhưng hiện tại ông ta mang trên mình một thân khí độ của bậc đại nho, thế nên khi nói chuyện với con hồ ly này cũng dùng ngôn ngữ mang thái độ tự nhiên khi trò chuyện với con cháu. Kế Duyên lấy ra thịt gà thịt vịt, tất cả đều là của người dân huyện Ninh An tẩm ướp gia vị rồi tặng cho gã. Đây là đặc sản mà kinh kỳ phủ này khó tìm ra được. Ngay lập tức Doãn Triệu Tiên như bắt được bảo vật, vội vàng sai người mang vào nhà bếp. Cùng lúc này, Hồ Vân nói với Doãn Thanh rằng nó có thứ tốt muốn đưa cho y, chỉ là vẫn chưa hoàn thành xong món quà đó nên tạm thời phải giữ bí mật. Hoàng cung Đại Trinh, bên trong Hoàng Văn Quán, có mấy hoàng tử công chúa từ 10 đến mười mấy tuổi đang học tập ở nơi này. Con trai thứ hai của Doãn Triệu Tiên là Doãn Trọng cũng đọc sách ở đây, xem như là bạn học của các hoàng tử công chúa. Nghiêm túc mà nói, nếu đám hoàng tử này học tốt, tương lai có thể trở thành đồ đệ của Doãn Triệu Tiên. Khi đó bọn họ cũng chính là rồng giữa loài người, bởi vì Hoàng đế Đại Trinh đã nói sau này y muốn Doãn Triệu Tiên đảm nhiệm chức vụ thái phó của thái tử. Có thể hiểu là trong tương lai, ai nhận Doãn Triệu Tiên làm sư phụ, người đó sẽ có thể trở thành thái tử hoặc là người được chọn làm vị trí thái tử. Mặc dù cũng có người được hoàng đế thiên vị hơn, nhưng ở điểm này hoàng đế hiện tại không giống với Nguyên Đức Đế. Từ lúc bắt đầu, y đã lập tức lựa chọn ra người kế thừa ưu tú để toàn lực bồi dưỡng, vì thế không phải ai cũng bị chèn ép. Thực ra làm hoàng tử hay con cháu của quan lớn cũng sẽ chẳng hề dễ dàng chút nào.
Bọn họ nếu chỉ suốt ngày quần là áo đứt, không có chí hướng thì không nói làm gì. Còn nếu muốn tiến thêm một bước thì yêu cầu lập tức trở nên nghiêm ngặt hơn. Giống như hôm nay cũng gần 30 Tết, cả đám vẫn còn có khóa học mỗi ngày. Giờ phút này bên trong thư phòng của Hoàng Văn Quán, một lão nho sinh làm chức quan thiếu sư đang ngồi cầm quyển sách lẩm bẩm. Học lục nghệ quản thân, học cao đức quản tâm, học trường kỹ quản thiên hạ. Lão tiên sinh vừa đọc vừa liếc mắt nhìn đám học sinh đang ngồi ở mấy cái bàn phía dưới. Đứa nào đứa nấy ngồi ngay ngắn, nhưng đa phần đều rất thờ ơ, thậm chí có đứa thì thầm rủ rỉ với nhau. Thế là một tiếng rừng vang lên. Nghe được thanh âm yên lặng, đám học sinh phía dưới lập tức ngồi thẳng tắp. Lão thiếu sư nhìn lướt qua cả đám, rồi nhìn về phía một hoàng tử đang ngồi đằng trước. Đại điện hạ, hôm nay là lần đầu tiên học cuốn Tu Quân Tử. Lão phu hỏi ngài, ngài có thể nêu ví dụ về trường kỹ quản thiên hạ trong sách không? Hoàng tử nhỏ tuổi bị chỉ mặt gọi tên có chút hoảng hốt, vô thức thấp giọng xin sự giúp đỡ. Ê, Hồ Nhi! Hồ Nhi là nhũ danh của Doãn Trọng. Không riêng gì người nhà, những người có quan hệ tốt như bằng hữu đều có thể gọi Doãn Trọng như vậy. Mà quả thực Doãn Trọng lớn lên cực kỳ tráng kiện. Nếu như so sánh cùng với những đứa trẻ cùng tuổi, thì cậu vẫn lớn hơn một chút. Không được nhờ người khác giúp đỡ. Lão tiên sinh nghiêm túc nói một câu. Mời đại điện hạ tự mình trả lời. Quản thiên hạ, nhưng cần phải chú ý không phải là học vấn từ cổ. Đại hoàng tử nói được một đoạn thì không nói nổi nữa. Lão phu tử bật cười sau đó nhìn Doãn Trọng. Doãn Trọng, đại điện hạ cầu cứu trò, vậy trò muốn trả đời như thế nào? Doãn Trọng nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói. Phu tử, ngài cũng đã nói cuốn Tu Quân Tử này lần đầu tiên được học, mà cái này cũng là lần đầu tiên ngài nói. Vừa rồi rõ ràng chỉ nói đến trường kỹ quản thiên hạ. Nếu như ngài hỏi trường kỹ quản thiên hạ trong sách, thì cái đó chúng học trò còn chưa được học. Lão phu tử bật cười vuốt râu rồi gật đầu với cậu, không hổ danh là Doãn Nhị Công Tử. Lời ấy của lão phu cũng có thể hiểu là đang hỏi cuốn sách nói gì về trường kỹ quản thiên hạ. Những điều có khả năng xảy ra, chân chính trị thiên hạ cũng không cần phải nói y nguyên như trong sách. Dạ, phu tử nói rất có lý. Học trò cho rằng trường kỹ chân chính để quản thiên hạ không nhiều hơn hai loại. Ồ, hai loại nào? Doãn Trọng thẳng thắn nói, huynh trưởng học trò có nói qua, kỹ năng cai trị thiên hạ đầu tiên là binh, thứ hai là trị, nên có thể chia nhỏ ra thành, phạt binh cùng thủ thành, phép tắc với cơ cấu tổ chức. Lão thiếu sư nghe thấy thi thoảng cũng phải nhíu mày, lại còn có chút giật mình. Doãn Trọng tuy nói đơn giản nhưng không hề qua loa, có vẻ so với nội dung bên trong Tu Quân Tử thâm ảo và thông suốt hơn rất nhiều. Phu tử, học trò nói có đúng không? Doãn Trọng nói một hơi dài sau đó dò hỏi thiếu sư. Thiếu sư cũng chậm rãi gật đầu. Đúng là rất có lý, thế nhưng những thứ này đối với đám học trò các con còn quá sớm, cũng quá công danh lợi độc, mà bên trong Tu Quân Tử còn thích hợp hơn chút. Phu tử, học trò có chuyện muốn hỏi. Lão nhìn Doãn Trọng cũng không trách cậu nói chen ngang. Nói đi. Ba quản, có phần theo thứ tự, quản thiên hạ đương nhiên ở cuối cùng, nhưng hai cái quản thân cùng quản tâm rốt cục, cái nào đứng đầu tiên? Có học trò là nhi tử của Doãn Triều Tiên, bạn học sẽ cảm thấy áp lực lớn hơn chút, ngay cả phu tử cũng có cảm giác không nói đến đời. Lão tiên sinh lúc này nhíu mày trầm tư một lát, sau đó trịnh trọng trả lời cậu bé. Bởi vì khó có thể ngăn được việc đứng núi này trông núi nọ. Nhưng khách quan mà nói, quản thân tự nhiên phải đứng đầu, quản tâm phải ở sau. Doãn Trọng gật đầu. Vâng, cha học trò cũng nói như vậy. Nghe vậy không hiểu sao thiếu sư lại nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng cha học trò còn nói, cái gọi là quân tử, quản thân, ở Đại Trinh chúng ta nhiều khi cũng chỉ có trên danh nghĩa. Mặc dù không nhất thiết phải tinh thông lục nghệ, nhưng những người chỉ biết đọc sách rất khó nói rõ có bao nhiêu người có thể quản thân. Phu tử nghĩ thế nào?
Vấn đề này không dễ trả lời lắm. Nhưng thiếu sư đang suy nghĩ thì đột nhiên có một vị hộ vệ mang đao vội vàng chạy tới đến trước Hoàng Văn Quán. Lão tiên sinh nhìn người mới đến. Có chuyện gì thế? Hộ vệ không người chắp tay trả lời. Thiếu sư đại nhân, Doãn tướng phủ phái người đến đưa Doãn nhị công tử trở về, nói là ở nhà có khách nhiều năm không gặp ghé thăm. Lão tiên sinh gật đầu sau đó nhìn Doãn Trọng. Nếu đã như vậy, Doãn Trọng, con đi về trước đi. Vâng. Doãn Trọng đứng lên hành lễ với phu tử, rồi hành lễ lại với các hoàng tử công chúa khác. Sau đó cậu mới rời đi cùng hộ vệ, để lại đám học trò nhìn mình bằng ánh mắt đầy hâm mộ. Nhưng vừa ra bên ngoài đi được một đoạn, Doãn Trọng lập tức không nhịn nổi nữa. Cậu thở dài một hơi, tâm tình lập tức khá hơn một chút. Đọc sách thực sự là nhàm chán. Cũng không biết người ở quê đích thân đến là ai. Chẳng lẽ là cứu cứu? Khi đến cửa, thấy đoàn xe ngựa và gia phó đang chờ bên ngoài, Doãn Trọng lập tức bước nhanh qua cao hứng hỏi. À Viễn, trong nhà có ai tới mà cha ta gọi ta về thế? Vị gia phó này nhìn cũng không còn trẻ, ít nhất cũng trên dưới 50. Xem như là lão nhân bên cạnh Doãn Triệu Tiên, làm việc gì cũng suy nghĩ rõ ràng, lại còn là một võ lâm cao thủ. Nhị công tử, người đến là kế tiên sinh. Năm đó ở Uyển Châu, ta cũng từng gặp qua một lần, người trở về sẽ biết ngay. Kế tiên sinh? Doãn Trọng kinh ngạc. Cậu không biết đã nghe phụ thân huynh trưởng thậm chí là mẫu thân nhắc qua cái tên kế tiên sinh này bao nhiêu lần. Đương nhiên, Doãn Trọng cũng chẳng lạ lẫm với xưng hô này, nhưng cậu vẫn chưa từng gặp mặt. Mặc dù người trong nhà nói khi cậu còn nhỏ đã gặp qua kế tiên sinh, nhưng cái ký ức kia làm sao mà cậu có thể nhớ chứ? Cho nên người thần bí tên kế tiên sinh này cũng khiến cho Doãn Trọng hiếu kỳ không ít. Thỉnh thoảng cậu bé hỏi tới, người nhà cũng tiết lộ ra chút, nói một câu kế tiên sinh kỳ thực không phải người phàm. Còn một số chi tiết nghe được đều khiến cho Doãn Trọng hoài nghi người mà trong nhà đang nói tới là thần tiên, chứ không phải người hàng xóm. Đúng vậy, chính là kế tiên sinh, hầu như chẳng khác gì kế tiên sinh mà năm ấy lão nô nhìn thấy. Doãn Trọng nhanh chân hơn chút, người nhẹ như khói, vội vàng chui vào trong xe ngựa. Đi đi đi, nhanh về nhà, nhanh nhanh, ta muốn nhìn vị kế tiên sinh này dáng dấp ra sao, có lợi hại như vậy không? Xe ngựa dưới sự thúc giục của Doãn Trọng lập tức lên đường. Bởi vì nhà cách hoàng cung không xa, nên không bao lâu bọn họ đã chạy tới trước cửa Doãn Phủ. Doãn Trọng trực tiếp từ trên xe ngựa phóng xuống, chạy nhanh vào bên trong. Trong phòng khách, Doãn Mẫu cũng đã về nhà, hiện tại cũng gặp qua kế tiên sinh hỏi han vài câu. Doãn Mẫu vốn ít khi xuống bếp, nay lại muốn bộc lộ tài năng. Nàng sợ hạ nhân trong nhà nấu nướng mấy món đồ Tết ở quê không ngon, càng khó có thể nấu ra món ăn mang hương vị của huyện Ninh An. Mà Kế Duyên và hai cha con Doãn Gia đang ngồi trò chuyện về những thay đổi của quê nhà, cùng việc quan trường những năm gần đây. Lúc này tiếng bước chân của Doãn Trọng đã truyền đến, cậu bé vội vã chạy đến trước cửa phòng khách ép buộc mình dừng lại. Cậu chỉnh đốn quần áo, sau đó gấp rút gõ cửa. Cha, con đã về. Hồ Nhi về rồi, mau vào đây. Nghe được tiếng của phụ thân, Doãn Trọng lập tức đẩy cửa đi vào. Một luồng hơi nóng từ than ập tới trước mặt, cậu bé vội vàng đóng cửa lại, đề phòng hơi ấm thoát ra. Sau đó ánh mắt cũng liếc một vòng. Vốn dĩ muốn tập trung trên người kế tiên sinh, nhưng bất đắc dĩ lại có một con xích hồ đã thực sự hấp dẫn chú ý. Nhìn thấy con hồ ly màu đỏ đang ngồi trên đùi huynh trưởng, sự chú ý của Doãn Trọng đã bị hấp dẫn đến. Đứng đó làm gì? Còn không mau bái kiến kế tiên sinh. Nghe Doãn Triều Tiên nói vậy, Doãn Trọng lúc này mới vội vàng hành lễ với kế tiên sinh. Doãn Trọng bái kiến kế tiên sinh. Không cần phải làm lễ, ta và phụ thân con là hảo hữu chí cốt, quân tử chi giao, nhạt như nước, không cần phải quá câu nệ lễ nghi phiền phức. Kế Duyên khá rộng lượng với đứa bé này. Cậu bé mới 12, 13 tuổi, hồn thể gân cốt bền chắc, ánh mắt cũng sáng ngời, lại còn có thần, hơi thở kéo dài, hỏa khí trong cơ thể cực kỳ dồi dào, chẳng giống huynh trưởng và phụ thân của nó chút nào. Doãn Trọng vừa vào đã bị hồ đi hấp dẫn ánh mắt, nhưng bây giờ cũng không khỏi cẩn thận nhìn Kế Duyên. Mới nhìn thì cho rằng kế tiên sinh còn rất trẻ, nhưng khi nhìn kỹ lại cảm giác tuổi tác không nhỏ hơn so với phụ thân. Hơn nữa khi nhìn qua lại có cảm giác sạch sẽ, sau đó nhìn vào mắt đối phương,
Nếu như tinh tế phân biệt thì quả nhiên có thể thấy bên trong xuất hiện màu xám trắng. Đây chính là Kế tiên sinh, giống như không có gì. Người chính là tiểu đệ của Doãn Thanh. Một thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Doãn Trọng sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn qua Kế Duyên, Doãn Triệu Tiên cùng Doãn Thanh, cuối cùng rơi trên thân hồ ly kia. Ánh mắt cậu không tự chủ được mà trừng lớn. Ôi ôi, cha cha cha, huynh huynh trưởng, kế tiên sinh, con hồ ly này, nó nói chuyện. Doãn Trọng thì tay vào hồ ly thất kinh kêu lớn. Có cái gì đáng ngạc nhiên, người đúng là con của Doãn Phu Tử, tiểu đệ của Doãn Thanh. Xích hồ nhảy xuống khỏi đầu gối của Doãn Thanh, từng bước đi tới trước mặt Doãn Trọng. Mà Doãn Trọng lại vô thức lui về sau, lưng cậu trực tiếp dựa vào cánh cửa. Ta tên là Hồ Vân, là hảo bằng hữu của Doãn Thanh, cùng đi với Kế tiên sinh. Trên mặt của Doãn Triệu Tiên, Doãn Thanh và Kế Duyên đều nở nụ cười, biểu cảm giống như xem kịch, cố ý nhìn Doãn Trọng xấu mặt. Rốt cùng Doãn Trọng vẫn là con nít. Cậu bé nhảy ra mép cửa chạy trốn ra sau lưng Doãn Triệu Tiên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Xích Hồ bên kia. Chà, cái này không phải là... Không sai, ta chính là yêu quái, là linh hồn tu điện ở Ngưu Khuê Sơn, là bằng hữu của huynh trưởng ngươi khi còn bé. Hồ Vân nheo mắt lại, khuôn mặt hồ ly lộ ra nụ cười hết sức thân thiện. Quả nhiên. Ba người kia rốt cuộc không nhịn nổi nữa, trong phòng khách tràn ngập tiếng cười. Sau đó Doãn Trọng cũng đã bình tĩnh trở lại, xấu hổ nở nụ cười, đồng thời nhìn Hồ Vân và Kế tiên sinh mà nhãn thần càng trở nên hiếu kỳ hơn. Cậu nghĩ thầm thì ra trên đời này thực sự có yêu quái tồn tại. Vậy chẳng phải Kế tiên sinh thực sự là thần tiên sao? Sau một thời gian, rốt cục Doãn Trọng cũng quen với việc ở chung phòng với một con hồ ly biết nói và cảm giác mới lạ của một đứa trẻ nhanh chóng lên ngôi. Chẳng những nó không hề sợ Hồ Vân mà còn kéo ghế ngồi bên cạnh Doãn Thanh. Nhìn con hồ ly đỏ gần trong gang tấc, nó cứ muốn chạm vào nhưng lại không dám. Sau một lúc lâu, Doãn Trọng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thế là quay sang đối mặt với Doãn Thanh nói. Đại ca, đệ nhớ hồi nhỏ huynh có kể cho đệ nghe vài câu chuyện. Huynh bảo, huynh có một người bạn trên núi, chính là nó ư. Hồi nhỏ à? Nghe đệ nói, ta cứ tưởng hiện giờ đệ đã trưởng thành rồi chứ. Thiểu tử thối này. Doãn Thanh vừa cười vừa bóp nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Trọng. Trước đây, huynh từng kể về một con hồ ly nhỏ tên Hồ Vân. Nó chơi đùa cùng huynh, đi học cùng huynh nữa. Sao trí nhớ của đệ kém thế? Doãn Trọng né ngang né dọc nhưng không thể trốn tránh khỏi bàn tay của huynh trưởng mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lập tức bị bóp đau nhói. Rõ ràng đại ca chưa từng luyện tập võ công, nhưng sao đại khỏe đến vậy? À, đệ quên. Huynh kể lúc 4-5 tuổi cơ mà, làm sao đệ nhớ nổi? Trong trí nhớ của đệ, đệ còn tưởng huynh nuôi một con chó đấy. Gần như ngay lập tức, Hồ Vân quay đầu lại nhìn Doãn Trọng. Đối với nó, cụm từ con chó quá nhạy cảm. Được rồi Hồ Nhi, ta biết ngươi rất muốn nuôi chó, nhưng Doãn gia chúng ta không được phép nuôi chó đâu. Hồ Vân duỗi móng vuốt vỗ vào tay Doãn Thanh. Thật thú vị. Về phần Kế Duyên và Doãn Triệu Tiên, hai người bọn họ đang ngồi phía bên kia và có một bàn cờ đang bày trên bàn trà. Đó chính là bàn cờ mà Doãn Triệu Tiên đã đưa cho Kế Duyên trước đây. Hai người đã không ngồi chơi cờ với nhau từ lâu lắm rồi. Còn một lúc nữa mới đến bữa ăn, hai người cùng nhau đánh cờ tán gẫu, uống trà, tận hưởng giây phút thoải mái này. Tất nhiên, kỳ nghệ của Kế Duyên không còn hạn hẹp như xưa nữa. Nhưng Doãn Triệu Tiên cũng có tiến bộ nhiều trong những năm qua. Dù không thể xem là kỳ phùng địch thủ với Kế Duyên, y vẫn có thể phòng thủ, tấn công tương ứng với tình huống Kế Duyên nhường một nước. Trong khoảng thời gian này, Doãn Trọng đã trộm liếc Kế Duyên không biết bao nhiêu lần, sau đó còn nhìn sang hồ ly đỏ đang cúi gằm mặt trong bộ dáng xóa chiếc đuôi dù lông che chắn lấy một vật gì đó. Nó bèn ghé sát tai vào Doãn Thanh, nói nhỏ. Đại ca, Kế tiên sinh có phải thần tiên không? Doãn Thanh gắp một miếng kẹo trái cây cho vào miệng ngay, còn tiện tay đưa cho Hồ Vân và đệ đệ mình một miếng, sau đó mới đáp. Để đoán thử xem. Ê, đệ nghĩ đúng là vậy rồi. Nhìn hai người đằng kia chơi cờ, Doãn Thanh nói tiếp. Kế tiên sinh đương nhiên không phải người phàm,
nhưng chúng ta cứ xem ngài ấy là trưởng bối thì thích hợp hơn. Dĩ nhiên tiên sinh cũng có thể kể vài câu chuyện thú vị về thần tiên ma quái cho chúng ta nghe. Doãn Thanh hạ giọng thêm chút nữa, nói cho đệ đệ mình nghe bằng chất giọng gần như là rủ rì. Mà những câu chuyện ấy rất có thể là sự thực đấy. Doãn Trọng vô thức gật đầu, còn khóe mắt ánh lên vẻ đầy mong đợi. Doãn Triệu Tiên suy tư rất lâu mới hạ quân cờ trong tay xuống. Kế Duyên đảo mắt nhìn vào bàn cờ. Hắn tính toán các nước tiếp theo, nói với Doãn Triệu Tiên. Doãn phu tử đề xuất nữ nhân cũng có thể đến trường, chẳng lẽ trong triều không ai phản đối sao? Doãn Triệu Tiên mỉm cười. Không ai phản đối ư? Hiện tại rất khó thực hiện việc này. Vào lúc Doãn Mỗ vừa đề xuất, nhiều quan viên mà Doãn Mỗ từng nghĩ là các đại thần có tư tưởng tiến bộ lại trực tiếp phản đối giữa triều đình. Ồ, vậy lúc đó Doãn phu tử ứng phó thế nào? Doãn Triều Tiên nhìn về Doãn Thanh và Doãn Trọng bên kia. Thanh Nhi từng nói một câu rất đúng. Có một số lý luận chính trị, nếu chúng ta cãi cọ về các vấn đề đó với những vị quan trên triều đình, việc này sẽ chẳng thể nào chấm dứt được dù đã kéo dài đến tận vài tháng. Thế nên, hốt thuốc đúng bệnh mới là căn bản. Vì các đại thần trong triều đều có thê tử và con gái mà. Nói xong, Doãn Triệu Tiên cười nhẹ, còn Kế Duyên cũng đã hiểu ra. Sau đó, Doãn Triệu Tiên nói rằng y muốn đi điều chỉnh, nhắm vào phát triển mảng văn chương và phong cách quân sự của Đại Trinh. Kế Duyên cũng hoàn toàn đồng ý. Trong hoạch định của Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh, cả hai con đường giáo dục và văn hóa và võ nghệ đều phải được duy trì thành tựu vốn có và phát triển, thay vì sa sút dần. Con đường tuy còn dài đằng đẵng nhưng sẽ khiến toàn bộ hệ thống không bị thụt lùi. Từ việc cai trị nhân dân, quan lại đến xây dựng kinh tế. Trong tương lai, Đại Trinh chắc chắn càng ngày càng mạnh hơn. Doãn Triệu Tiên vẫn rất tự tin về việc này. Tuy nhiên, cả Kế Duyên và Doãn Triệu Tiên đều hiểu rõ một chuyện. Điều kiện tiên quyết cực kỳ quan trọng để đạt được thành công chính là Hoàng đế Đại Trinh có thể quán triệt con đường này và các vị quan lại sẽ không biến chất trong quá trình thực hiện chính sách. Ngoài những món ăn do đầu bếp của Doãn Phủ chuẩn bị, bữa tối nay bao gồm rất nhiều món đặc sản của huyện Ninh An thuộc Kê Châu. Đặc biệt hơn, đích thân Doãn Phu Nhân xuống bếp nấu nướng. Dù ngon thật hay giả vờ, thực khách trên bàn đều hết lời khen ngợi những món ăn này, cũng khiến cho Doãn Phu Nhân nở mày nở mặt. Vào cuối tháng chạp, âm lịch, Kế Duyên cứ ở lại Doãn Phủ như thế. Trong không khí ngày càng nô nức hơn, năm mới của Đại Trinh đã đến. Khi Kế Duyên và người Doãn gia cùng nhau đón giao thừa, có một đạo kiếm quang bay lên từ Doãn Phủ. Vào thời điểm khi năm cũ vừa sang trang, không khí năm mới cũng vội vàng ùa về. Ban đầu, Doãn Trọng rất kính sợ và tò mò về Kế Duyên. Nhưng từ sau khi trở nên thân quen hơn, bất cứ khi nào rảnh rỗi, nhóc ấy đều cố gắng đòi Kế Duyên kể chuyện xưa. Những câu chuyện xưa thần dị đó luôn rất hấp dẫn đối với trẻ em, hay có thể nói là với bất cứ ai. Bởi vì Doãn Thanh và Doãn Triệu Tiên cũng thường xuyên ngồi xuống nghe cùng. Sáng hôm đó, Doãn Thanh đưa Vân Hồ đi dạo phố trong ngày đầu năm mới. Doãn Triệu Tiên lại ngồi đọc công văn một mình trong thư phòng. Y phải phân loại và tổng kết các dạng tài liệu, sau đó trình đến Hoàng Cung. Về phần Doãn Trọng, nó chạy đến mảnh sân nhỏ nơi Kế Duyên ở để chờ hắn thức dậy. Đúng vậy, chỉ cần có cơ hội, Kế Duyên luôn có thể ngủ đến khi mặt trời lên cao. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài phòng, Kế Duyên thức giấc, ngồi dậy rồi nhìn về cửa. Nghe thấy tiếng hít thở của Doãn Trọng, hắn thấy được một luồng hỏa khí thịnh vượng ngoài kia. Mặc áo khoác vào, Kế Duyên đi tới mở cửa cho nó. Cửa vừa mở ra, Doãn Trọng nhìn thấy Kế Duyên trong bộ trang phục mỏng manh, còn chưa cài lại tóc, để mặc mái tóc đen buông thõng khỏi đầu. Chào buổi sáng, Kế tiên sinh. Sao tiên sinh không mặc ấm hơn chút? Vào đi, trông con rất giống huynh trưởng mình năm xưa. Vâng. Doãn Trọng hào hứng bước vào phòng, đóng cửa lại rồi ngồi xuống trước bàn. Sau khi rót trà cho Kế tiên sinh và mình xong, nó bắt đầu chờ hắn kể chuyện. Mỗi lần nó đến đây, nước trà luôn luôn nóng ấm. Chắc chắn là không có hạ nhân nào dám châm nước nóng trong lúc Kế tiên sinh chưa thức dậy. Điều này chứng tỏ ấm trà không hề bị lạnh dù để qua đêm. Doãn Trọng cũng biết đây là bất thường, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Nó liếc mắt nhìn châm Mặc Ngọc đặt trên đầu giường bên kia. Dưới tia sáng, ánh mặt trời bên cửa sổ chiếu vào, chiếc châm ngọc kia như tỏa ra một tia sáng vừa mờ ảo, vừa trói lọi, trông vô cùng xinh đẹp. Nhưng ngay sau đó, Kế Duyên đã cầm chiếc châm ấy lên, cài vào búi tóc. Hồ Nhi, sau này con muốn làm gì? Dạ, đương nhiên đọc thông vạn quyển sách, rồi lại khảo thí công danh. Kế Duyên mỉm cười cắt ngang câu đáp của Doãn Trọng. Ta hỏi rằng con muốn làm gì, chứ không phải phụ mẫu con muốn con làm gì. Tuổi nhỏ, nhưng luyện võ công cũng khá quá nhỉ. Doãn Trọng sửng sốt, vô thức rụt cổ lại. Nó quay lại quan sát xung quanh rồi hạ giọng với Kế Duyên. Hê, Kế tiên sinh, sao ngài biết được? À đúng rồi, ngài là thần tiên mà. Ngài đương nhiên biết rồi. Mong ngài đừng nói với phụ thân và huynh trưởng của con nhé. Kế Duyên mỉm cười, nhanh chóng ngồi xuống cạnh bàn. Nhìn Doãn Trọng lo lắng như thế, hắn cảm giác khá thú vị. Tiếp theo, Kế Duyên nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm rồi nói nhẹ. Hồ Nhi, sao con không thử suy nghĩ xem, phụ thân và huynh trưởng của con đều là những người thông minh hàng đầu trong thiên hạ. Liệu mánh lưới nhỏ của con có thể qua được mắt họ không? Nghe Kế Duyên nói thế, Doãn Trọng mới phản ứng. Con không nghĩ mình có thể qua mặt được mãi, nhưng con đã học võ công với A Viễn rồi. Con chỉ mới tập luyện trong mấy tháng nay, mà thời gian này phụ thân và huynh trưởng rất bận rộn. Có lẽ họ chưa? Có lẽ chưa biết hả? Doãn Trọng gần nhẹ đầu, nhưng Kế Duyên lại mỉm cười. Trần A Viễn cực kỳ trung thành với Doãn Phu Tử. Y không dám qua mặt Doãn Phu Tử để lén dạy võ công cho con đâu. Phải có phụ thân và huynh trưởng của con gật đầu đồng ý thì mới dám dạy đấy. Đứa nhỏ ngốc nghếch này. Được rồi, ta muốn hỏi con một lần nữa. Con muốn làm gì trong tương lai? Doãn Trọng nhìn chăm chăm vào chén trà trong tay, cứ lắc lư mãi mà không hề uống. Sau đó, nó nói nhỏ. Con không muốn là một vị quan viên địa phương, không muốn liên tục tranh cãi với mọi người giữa triều đình, không muốn vùi đầu đọc sách, cũng không muốn dạo thảo văn chương liên tục. Doãn Trọng ngẩng đầu nhìn Kế Duyên. Con không muốn phiền lòng vì nhiều vấn đề như vậy. Con muốn làm một vị hiệp khách, còn nếu không được, con muốn làm một vị tướng quân. Mới mấy tháng, con đã có thân thủ như thế, quả thực có tư chất bất phàm. Được Kế Duyên khích lệ như thế, Doãn Trọng vừa cười, vừa xấu hổ nói. Thưa tiên sinh, từ nhỏ con đã có sức lực rất lớn. Quãng thời gian này chủ yếu là đặt nền móng mà thôi. Con vẫn còn kém cỏi lắm. Xét theo trường hợp của con, có lẽ rất khó để trở thành một vị hiệp khách. Quả thực là rất đáng tiếc đấy. Nhưng nếu con muốn đi tòng quân, ắt hẳn gia đình sẽ không phản đối. Chỉ là nếu con thực sự muốn trở thành một đại tướng quân, thế cũng không dễ dàng đâu. À, tại sao như vậy? Kế Duyên nhìn Doãn Trọng, nói một cách nghiêm túc. Con tự nghĩ xem lý do là gì? Doãn Trọng nhìn vào mắt Kế Duyên, cứ có cảm giác như thể nó đang nhìn vào một cái giếng cổ, và trong chiếc giếng cổ ấy lại phản chiếu lên ánh sáng vàng vặc. Vì phụ thân của con ư? Ý con là không phải phụ thân của con phản đối, mà có người khác phản đối bởi vì phụ thân con. Khá lắm. Dù Hoàng đế Đại Trinh có tin tưởng Doãn gia của con đến mức nào đi nữa, y cũng sẽ không để cho Doãn gia nắm giữ hai vị trí đứng đầu ở cả hai mảng văn và võ. Vì nếu như thế e rằng bắt đầu có hiện tượng quyền khuynh triều chính rồi. Vậy còn con thì sao? Kế Duyên vỗ vai Doãn Trọng. Cứ rèn văn cho tốt, luyện võ thật giỏi, cứ đứng vững đức tin của mình, không thẹn với lương tâm là được. Doãn Trọng chỉ gật đầu, tựa hồ như hiểu, lại như không hiểu. Sau đó chợt thấy Kế Duyên lấy ra một quyển sách. Ta tặng quyển sách này cho con. Thực ra nội dung trong này rất lộn xộn, nhưng ta nghĩ con sẽ nghiệm ra được thứ gì đó. À, phải mang quyển sách này dù có đi bất cứ nơi đâu. Quyển sách trên tay Kế Duyên có hai chữ, tự trận, hiện rõ trên bìa sách. Đây là thành quả mà hắn theo dõi Doãn Trọng trong những ngày nay, rồi tranh thủ liên tục ghi trong suốt một đêm. Về phần nội dung, hắn đã biên soạn dựa theo cảm giác lúc quan sát bọn chữ nhỏ bày trận cãi nhau trước đó. Nguyên lý bên trong cũng có những điểm đặc thù, nhưng Kế Duyên không biết quá nhiều về quân sự. Vậy nên, hắn giao quyển sách này cho Doãn Trọng, để nó dần tự hoàn thiện thêm. Tất nhiên, quyển sách này có thể xua đuổi tà ma,
kể như là một lá bùa hộ mệnh mà Kế Duyên dùng thân phận trưởng bối để tặng cho đứa nhỏ. Trên thực tế, tự trận trong tay Doãn Trọng vẫn chưa hoàn chỉnh. Khi đó, Kế Duyên cũng đang dùng nó để tính toán về các con đường liên quan đến kỳ môn, nhưng những điều này chẳng liên quan gì đến Doãn Trọng cả. Lúc bình thường, thật ra Doãn Trọng cũng không thích đọc sách lắm. Chỉ là cậu bé có một người cha và một ca ca vô cùng ưu tú. Bản thân cũng chẳng phải kẻ ngốc, nên về phương diện học tập thì cậu cũng xem như không tệ. Nhưng trong lòng Doãn Trọng vẫn luôn cảm thấy rất áp lực. Cậu học hành chăm chỉ hơn nữa cũng vì muốn đáp lại sự kỳ vọng của gia đình, đồng thời tránh cho người ngoài xem thường Doãn gia. Nhưng bây giờ vừa nhìn thấy cuốn sách màu vàng này, Doãn Trọng lập tức yêu thích không thôi. Có lẽ mấu chốt chính là vì hai chữ trên sách thực sự quá đẹp. Cậu bé vội vàng cầm lấy cuốn sách trên bàn, tùy tiện lật vài trang, phát hiện trên đó đều là chữ viết. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, đó cũng không hoàn toàn là chữ viết. Có rất nhiều chữ hợp lại với nhau thành một cái gì đó trông giống như là trận đồ, trong đó còn ẩn chứa các loại quỹ tích nào đó nữa. Tất nhiên, trong quyển sách này có điều huyền diệu. Đừng nhìn Doãn Trọng bây giờ đang đọc tới đọc lui tới mức thích thú. Đó là vì bản thân cậu bé đã có điểm hơn người. Hơn nữa cuốn sách này cũng là do Kế Duyên đặc biệt viết cho cậu bé. Nếu là một người bình thường, cầm cuốn sách này trên tay, chỉ cần đọc một lúc sẽ cảm thấy đầu óc choáng váng. Người nào không chống đỡ được thì sẽ lâm vào hôn mê. Doãn Trọng yêu thích không nỡ buông tay. Cậu lật hai trang, chỉ cảm thấy trong đó có một vài chữ xếp thành trận đồ, xung quanh đều có quy luật có thể tổ hợp, thậm chí trong đầu còn sinh ra hình ảnh một đội quân kiên định đang bày binh bố trận nữa. Điều này vừa thú vị lại thần kỳ. Kế tiên sinh, không biết có bao nhiêu người muốn cầu bản chữ mẫu của cha con, không nghĩ tới chữ của ngài tốt như vậy, còn đẹp hơn cha con viết rất nhiều. À đúng rồi nhỉ, con từng đọc mấy lá thư mà ngài để lại lúc trước. Hổ đổ quá, thì ra con sớm biết chữ ngài đẹp như thế từ lâu lắm rồi. Kế Duyên nhìn cậu bé. Đứa nhỏ này không phải đang muốn nịnh nọt ta nên mới cố ý nói vậy đấy chứ. Không có, không có. Con nói đều là chân tâm thật ý cả đấy. Doãn Trọng ngẩng đầu, lộ ra dáng vẻ tươi cười rất chân thành, đồng thời cũng không quên mục đích bản thân khi đến đây. Kế tiên sinh, lần trước ngài còn chưa kể xong chuyện ma quỷ đáng sợ kia. Giờ kể tiếp cho con nghe nhé. Hả? Không sợ. Không sợ. Con là nam tử Hán đại trượng phu, tương lai còn muốn làm tướng quân nữa cơ. Thấy cậu bé giả vờ nghiêm túc, Kế Duyên cũng khẽ gật đầu. Hắn làm như đột nhiên nghĩ tới cái gì, nghi hoặc hỏi một câu. Nghe nói tối qua có người không dám ngủ một mình, phải chạy đến phòng huynh trưởng đúng không? Vẻ mặt Doãn Trọng cứng đờ, lúng túng đến nỗi chỉ biết vò đầu hoặc uống nước. Nhưng Kế Duyên cũng chỉ trêu đùa mà thôi, hắn nói tiếp. Hổ Nhi, con nhớ kỹ, bất luận là xác chết, là quỷ, thậm chí là yêu hay là ma. Con có thể sợ, nhưng bất cứ lúc nào cũng không được đánh mất khí phách. Phạm nhân có thể chống lại yêu ma quỷ quái không ạ? Tuy Doãn Trọng còn nhỏ tuổi, nhưng cậu bé được giáo dục tốt, lại có tầm nhìn vượt xa những người bình thường. Nếu so với Doãn Thanh năm xưa, thì cậu bé còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô đôi khi nói chuyện với cậu thực sự giống như đang bàn luận với một người lớn nhỏ vậy. Nghe câu nói này, Kế Duyên nghiêm túc nói. Không phải tất cả phàm nhân đều có thể chống lại ma quỷ. Phàm là người thì cũng có khả năng đối chọi với yêu ma. Con nghĩ yêu ma đều rất cường đại sao? Thế gian có vô số tinh quái, ma quỷ. Còn có con yếu đuối tới nỗi khi con bóp một cái đờ chết. Ngay cả như Hồ Yêu, như Hồ Vân, trước kia suýt chút nữa bị mấy con chó vàng cắn chết đấy. À, nó suýt nữa bị chó cắn chết. Doãn Trọng lắng nghe, nhưng mạch suy nghĩ của cậu bé đã bay xa. Đúng, hồi còn ở huyện Ninh An. Vì vậy đến hôm qua, nó vẫn cực kỳ sợ chó. Đúng rồi, việc này tốt nhất con cứ giả vờ không biết trước mặt nó nhé. Kế Duyên nhỏ giọng nói một câu. Doãn Trọng cũng vô thức hạ giọng. Con hiểu rồi. Ừ, ngoài ra con cũng đừng coi thường ngàn vạn nhân tộc. Được sinh ra làm con người chính là điều hâm mộ của biết bao nhiêu thế hệ yêu quái. Chưa nói đến những người có võ nghệ cao cường vẫn có thể đối phó với một ít ma quỷ. Thậm chí có người đặc thù sẽ không sợ những tà vật có thành tựu.
Ngược lại, một đám tà ma ngoại đạo gặp phải người đó còn phải tránh đi nữa cơ. Doãn Trọng sững sờ. Tiên sinh, ngài đang nói thần tiên đúng không? Đây mà là phàm nhân. Nói như vậy thì những nhân vật bực này quả thực không phải phàm nhân bình thường. Dù sao, khi bản thân đã đạt được thành tựu phi thường, quỷ thần cũng phải nể mặt bọn họ. Doãn Trọng tò mò không thôi. Kế tiên sinh đã gặp người như vậy chưa? Đó là ai ạ? Vẻ mặt Kế Duyên nhìn nhẫm vừa buồn cười. Không chỉ có tha mà con cũng gặp rồi. Con cũng gặp rồi. Doãn Trọng lại ngẩn ngơ. Đúng vậy. Ví dụ đại diện lớn nhất chính là cha con, Thượng Thư Lệnh Đương Triều Đại Trinh, Doãn Triệu Tiên, Doãn Đại Nhân. Cha con có thân hạo nhân chính khí, ánh sáng đường đường chính chính gột rửa bốn phương. Những vật tà mị không dám đến gần, kẻ xấu liếc mắt có thể nhận ra. Chỉ cần Hoàng đế Đại Trinh không ngốc thì cha con chính là Định Hải Thần Châm của Hoàng Triều Đại Trinh. Doãn Trọng ngây người nhìn Kế Duyên. Thấy vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, hai mắt sáng rõ như trăng trong nước, trong miệng cậu bé lẩm bẩm. Cha con lợi hại như vậy sao? Đúng rồi Kế tiên sinh, Định Hải Thần Châm là gì à? Nghe có vẻ rất lợi hại. Nếu trong một tu tiên hoặc quỷ thần hỏi Kế Duyên vấn đề này, hắn sẽ cười ha hả hoặc trả lời qua loa cho xong. Nhưng giờ Doãn Trọng đang hỏi, hắn cũng không sao, thế nên lại kể một câu chuyện xưa. Định Hải Thần Châm chính là một kiện bảo vật khó lường của tiên gia, dựng ở trên biển để chế trụ sóng thần. Nó cũng cực kỳ nặng. Hiển nhiên câu chuyện về Định Hải Thần Châm còn hấp dẫn hơn chuyện yêu ma quỷ quái đúc trước mà Doãn Trọng định hỏi. Chẳng biết từ lúc nào cậu bé đã nghe đến nhập thần. Ngày hôm qua cậu bé còn mặt dày mày dạn đi vào phòng huynh trưởng ngủ lại. Mà đêm hôm nay, Doãn Trọng đã thay đổi chủ ý quay về phòng mình trong đèn cả đêm để đọc tự trận. Doãn Trọng cho rằng cuốn sách này rất lợi hại đến mức thực sự thú vị hơn những chuyện thần quái kia nữa. Nội dung bên trong chỉ bao gồm các loại kết hợp của nhiều dạng trận đồ khác nhau, thậm chí là trạng thái vi diệu giữa đôi bên. Một số hung hãn như lửa, một số bất động như núi cao, một số rất khôn ngoan, thấu triệt và một số lại biến hóa đa đoan. Phương ứng tổ hợp của các con chữ nhất quán với ý nghĩ của mỗi con chữ, cộng thêm với khoảng cách vi diệu và hình dạng của sự kết hợp ấy, thế mà khiến cậu bé có thể cảm giác thú vị đến thế. Phía bắc cảnh Đại Trinh mấy vạn dặm, trong Đại Lương Tự, ở Đồng Thu Phủ trước Đại Lương Tự, bởi vì sắp tới giao thừa nên nơi này còn náo nhiệt hơn trước rất nhiều. Vì nơi đây có Đại Lương Tự, nên dân chúng Đồng Thu Phủ cơ bản đã dần hình thành một tập tục địa phương. Đó chính là vào những lúc đón năm mới hay một vài lễ hội quan trọng, người dân sẽ đến Đại Lương Tự thắp hương cầu phúc, hoặc khi cần phải làm những pháp sự ở nhà, họ sẽ mời các cao tăng của Đại Lương Tự. Ở bên trong ngôi chùa, dòng người qua lại hối hả. Các tăng nhân vẫn chia ra đứng trấn thủ duy trì trật tự hoặc dẫn đường cho khách hành hương bị lạc giống như trong quá khứ. Thậm chí Đại Lương Tự còn cho phép một vài người bán hàng rong thân thiết với ngôi chùa được bày bán quầy hàng ở một nơi nào đó rộng rãi trong chùa, để khách hành hương muốn mua một chút thức ăn hay hàng hóa đều có thể mua được. Ngày hôm nay, Thiết Phong vốn đã quay về kinh đô nước Đình Dương, lần này lại đến Đại Lương Tự một lần. Chủ yếu là mẫu thân đã muốn đến đây thắp hương đón năm mới. Vì vậy, gã cũng phục bổ mà đến. Tối qua, khi đến nhà một số quan lại có quyền thế, lúc đó tất nhiên có xe ngựa của gia phó mở đường. Dù Thiết Phong không thích ngồi xe ngựa, nhưng gã không thể để mẫu thân tuổi tác đã cao đi bộ được, nên gã mới hiếm khi cùng ngồi xe ngựa đến Đại Đường Tự. Lão phu nhân, nhị gia, đã đến Đại Đường Tự. Không cần sa phu nhắc nhở, thì cảm giác náo nhiệt bên ngoài cùng dòng người xe qua lại đã chỉ rõ điểm này. Thiết Phong vội vàng xuống xe đỡ mẫu thân của mình. Mẹ, cẩn thận quan sát một chút nha, chậm chút, các người mau đưa ghế nhỏ lại đây. Lão phu nhân trên xe ngựa được nha hoàn đỡ xuống. Bà nhìn Thiết Phong giả vờ giận dỗi nói. Mẹ của con cũng chưa già đến mức không đi nổi. Có hoàn hoàn dìu ta là được rồi. Con cần con sao? Dạ. Thiết Phong bất đắc dĩ cười, nhưng vẫn đưa tay ra. Mẫu thân của gã cũng rất tự nhiên nắm lấy bàn tay con mình, bước xuống xe.
Ở bên cạnh có không ít khách hành hương đang tò mò nhìn về bên này, đoán xem đây là gia đình giàu có cỡ nào. Dạo gần đây không biết ở kinh đô trúng ngọn gió nào mà các vương công quý tộc quan lại, còn có cả những người chưa bao giờ đến Đại Lương Tự thì năm nay đều tới đây tham gia náo nhiệt. Hai mẹ con ta cũng tới nữa. Sao nào, ta không thể tới đây hả? Ta cũng là người kính lễ kính thần đấy. Thiết Phong vội vàng nói xin lỗi. À đúng đúng đúng, mẫu thân là người lễ Phật. Con đã thăm hỏi Đại Lương Tự, ngoại trừ việc nhất định phải bái lạy ở Phật Ấn Minh Vương Điện, sau đó chúng ta sẽ đi tới một gian tăng đường ở nội viện. Thiết Phong nói xong thì vẫy tay cho hạ nhân lui xuống, tự mình dìu mẫu thân cùng nha hoàn bên người đi vào cửa chính Đại Lương Tự. Ở đó cũng có một hòa thượng đang đợi. Lúc này bọn họ đang đi thắp hương. Tất cả mọi người ở đây đều là khách hành hương ở Đại Lương Tự, nên gã không thể để cho gia phó mở đường chèn ép người khác. Chỉ là vào lúc này đột nhiên có một thanh âm hùng hậu truyền đến. Theo lời của ngươi thì vương công quý tộc của nước Đình Đương cũng đến Đại Lương Tự vào lễ năm mới này sao? Thiết Phong nhíu mày nhìn nơi phát ra câu nói kia, thấy ở đó có một người lớn tuổi mặc áo dài, cổ tròn, áo khoác vạt thẳng. Thấy Thiết Phong nhìn mình, lão già cũng hơi chắp tay. Thấy lão già rất cẩn thận, lớn tuổi mà không lộ vẻ già nua, ánh mắt bình thản lại cực kỳ có thần. Thiết Phong gần như lập tức đoán ra đối phương là một nhân vật có vài vế. Gã cũng chắp tay đáp lễ. Đúng vậy, thật ra bất luận kinh đô hay là trong ngoài đồng thu phủ đều truyền ra tin tức về cao tăng Phật Pháp ở Đại Lương Tự. Ngay cả đương kim bệ hạ còn muốn bái giá đến lễ Phật ở đây. Không biết các hạ là ai? Lão già cười. Lão phu họ Ứng, nghe bạn bè kể mấy chuyện lý thú nên đến Đại Lương Tự thử nhìn. Nói xong, lão Long trực tiếp bước một bước, rất nhanh bước đến bậc thang tiến vào Đại Lương Tự. Người này có khí độ và phong thái đặc biệt như thế, nên Thiết Phong rõ mắt nhìn theo bóng lưng đối phương. Sau đó, gã mới dìu mẫu thân đi vào trong chùa. Ngày thường khách hành hương đến đây đã nhiều, hôm nay số lượng còn nhiều gấp mấy lần. Mặc dù các tăng nhân của Đại Lương Tự hỗ trợ, nhưng lão phu nhân của Thiết gia vẫn phải mất một lúc lâu mới tới được quảng trường bên ngoài Phật Ấn Minh Vương Điện. Số người ở đây vậy mà ít hơn chút. Hơn nữa có khá nhiều tăng nhân duy trì trật tự nên không tính là chật chội. Nếu bản thân Thiết Phong đến đây không sao, nhưng dẫn theo mẫu thân là chuyện khác. Đại Lương Tự là nơi mà quyền thế có rất ít tác dụng. Bây giờ gã cũng đổ mồ hôi đầy đầu, sợ mẫu thân không chịu được dòng người tấp nập như thế. Chờ một lát quay lại nội viện mới có thể khỏe hơn. Mẹ, mẹ nhất định phải bái Phật Ấn Minh Vương. Đây đều là lời của trưởng công chúa. Mẹ, con cũng không phải đi chơi. Đương nhiên, phải vào vái rồi. Hoàn Hoàn, chúng ta đi nào. Vâng. Nhà Hoàn dẫn lão phu nhân bước đến bậc thang tiến vào Phật Ấn Minh Vương Điện. Một vài vị tăng nhân cũng tới đây chiếu cố một chút. Dù nói là quyền quý cũng giống như bách tính vào đây thắp hương, nhưng quyền quý vẫn là quyền quý đấy. Thiết Phong thở ra một hơi, lấy khăn lau mồ hôi trên trán. Gã đang định đi vào thì chợt thấy lão tiên sinh lúc nãy cũng đang đứng trước bậc thang ngoài điện Phật Ấn Minh Vương. Khách hành hương xung quanh như thoi đưa nhưng chẳng ai chạm vào người lão một tóc. Còn lão già căn bản đứng yên bất động chỉ nhàn nhạt nhìn kim thân đại Phật bên trong. Thiết Phong có chút tò mò với khí độ đặc thù của người này, vô thức lại gần nói với lão già. Tiên sinh cũng tới Phật Ấn Minh Vương Điện sao? Bên trong người đông lắm, chúng ta cùng vào bái lại nhé. Lão già quay đầu nhìn Thiết Phong trên mặt lộ vẻ tươi cười. Bái lại lão ta. Quên đi. Nói xong lão già trực tiếp quay người đi xuống bậc thang ở cửa điện, bước nhanh về phía tây rồi rời đi. Thiết Phong nhíu mày đứng tại chỗ cũ nhìn lão già rời đi mà trong đầu như đang có điều suy nghĩ gì. Dường như cũng có người từng đứng ở một nơi không khác nơi này lắm cũng từng nói với gã như vậy. Quý vị, các bạn vừa theo dõi hết tập số 101 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.